Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đồng hồ với mình trong thời gian đã qua. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho bạn Ngọc Alistair trong những cái mùa mới này. Alistair về phần bạn Ngọc thì chúng ta sẽ lên là công phép 5.3 cho mình, cho bạn Ngọc đỏ đó là 10 viên cho mình luôn. Đây, công phép 5.3. Và về phần bạn Ngọc tím thì chúng ta sẽ lên như sau. Chúng ta sẽ lên cho mình là máu tối đa, hồi máu và tốc chạy cho Alistair 10 viên luôn nha. Đó, lên như mình nha mọi người. Và về phần bản ngọc lục thì chúng ta sẽ lên cho mình là giảm hồi chiêu 1%. Chúng ta sẽ lên là 10 viên, là 10% đó. Đây là bản ngọc cho Alistair trong những cái mùa mới này. Và về phần thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người, đó chính là về phần build đồ cho Alistair. Ở cái shop đầu tiên, chúng ta sẽ chủ trương cho Alistair một cái build đồ mà chúng ta cầm limit, đó chính là một cái phượng hoàng lệ. Chúng ta sẽ lên phượng hoàng lệ, và khi chúng ta lên vài món đồ rồi, cũng tùy theo tình hình mà chúng ta farm nhanh hay farm chậm, chúng ta sẽ lên phượng hoàng lệ trước. Và cái shop thứ hai đó là một cái đôi giày thuộc sĩ để nhận giảm hồi chiêu cho vị tướng này. Khi chúng ta hoàn thành lên tất cả cái trang bị thì chúng ta quay lại ở cái shop đầu tiên lên Ngọc Đại Bác Sư, còn không thì chúng ta sẽ lên tương tự là như mình. Shop thứ ba là Vương Miện Hoa Cây để tăng công phép. Và cái shop thứ tư đó chính là một cái trưởng băng để làm chậm. Cái shop thứ năm thì chúng ta sẽ lên như sau. Chúng ta sẽ lên thêm vài cái món mà làm một cái đỡ đòn khó thở, đó là trường hổ mang, là để khắc đỡ đòn đó. Chúng ta sẽ lên một cái trường hổ mang ở cái shop thứ năm. Và cuối cùng đó là sát thánh nha, để nhận thêm 400 công phép. Đây là build đồ chuẩn để combo với bản ngọc. Và phù hiệu để combo thì chúng ta sẽ lên phù hiệu như sau: Tháp Văn Minh, Thành Thủy Nguyên, Phượng Khổng Mang, vị trung tâm là Thằng Hoàng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cái mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy like, đăng ký và bình luận cho mình nhé mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau.